Video này sẽ nói về một loại nấm rất phổ biến vào mùa thu, đầu đông. Từ cuối tháng 9 cho đến giữa tháng 11, có tên gọi là Winter Chanterelle, hay còn có tên gọi khác là Yellow Foot, nấm chân vàng, tên phổ biến trong giới người Việt là nấm màu gà vào mùa đông. Đây là loại nấm rất dễ nhận biết và ăn rất ngon. Loại nấm này rất phổ biến ở các nước có mùa đông lạnh, ẩm thấp như châu Âu hay châu Mỹ. Ở châu Âu, đặc biệt là Bắc Âu, thì loại nấm này mọc rất nhiều. Ở chỗ mình sống là ở Ireland thì không phải rừng nào cũng tìm thấy loại nấm này. Nếu bạn nào mà sống ở Donegal thì loại nấm này mọc rất nhiều và mọc khá sớm. Nấm này thường mọc trong rừng lá kim gần nơi có nhiều nước như chân suối, nơi đất có nồng độ axit cao. Cách nhận dạng loại nấm này, mũ nấm có màu vàng nâu. Lúc nhỏ màu vàng càng trưởng thành sẽ càng chuyển sang màu nâu đậm, có lúc sẽ chuyển gần như đen. Mũ nấm lõm ở giữa như cái phễu và mỏng ở viền. Đây là loại nấm khá là nhỏ, chu vi chỉ từ 2-5cm. Về vảy nấm, nấm màu gà là loại nấm không có vảy thật. Mới nhìn thì nghĩ là có vảy, nhưng khi các bạn nhìn kỹ thì sẽ là những đường gân như mạch máu. Ban đầu các đường gân này màu vàng, khi nấm trưởng thành sẽ chuyển dần sang màu xám. Thân nấm dài từ 5-10cm, có màu vàng, khá là chắc nhưng rỗng bên trong. Nấm thường mọc thành cụm, nên nếu các bạn tìm thấy nấm này thì sẽ thường tìm thấy cả một cụm lớn mọc xung quanh. Nấm rất ngon, nấu món gì cũng ngon, xào, lẩu, nướng cùng thịt. Các bạn lưu ý nấm này là loại nấm có thể phơi khô được, nên nếu thu hoạch được nhiều thì có thể tích trữ bằng cách phơi khô và để dùng trong các mùa tiếp theo. Bạn nào hay đi các hàng rau củ sang chảnh ở Anh thì chắc đã nhìn thấy loại nấm này rồi. Giá bán ở Anh thì khá là cao, vào tầm 30 bảng 1kg. Còn ở Pháp thì thậm chí các siêu thị bình thường cũng có bán, vì ở Pháp có rất nhiều nấm, giá thì chỉ bằng 1/2 giá ở Anh thôi.